Em ơi. Dạ. Cho anh hai chứ biết gì ạ? Dạ. Để ý nha anh. Hãy cầm đi. Đấy. Công nhận ông đó nhìn xấu mà còn xúc phạm người nhìn luôn á. Tao nói thiệt á, quá với tụi mình từ lúc của ông xảy ra nhiều chuyện vậy mà không bị đuổi. Minh nè, mày có biết là mày có một đức tính là tức như người đàn ông dù muốn cũng không có được hay không? Tao cũng tự biết mà. Đó là tính đàn bà. Việc mày không lo, mày lo chuyện người khác của mình. Bây giờ mày vì chuyện thằng Sáu đó mà mày nói thằng này đúng không? Được, tao không nói chuyện với mày nữa. Thôi khổ nó về. Dạ. Dạ. Dạ mày. Làm sao anh? Không được. Tụi bay buộc tao ra. Tao này mọi chuyện rối ren luôn. Tao không dính dáng gì tới tụi bay nữa. Đi. Anh Bình, cô trưởng ba đi anh Bình. Anh Bình. Đó là chuyện của ông, không liên quan đến anh. Rồi rồi đi. Đi. Đủ rồi. Mày không ngờ phải không? Gần 15 năm rồi tao với mày mới gặp lại nhau. Tao cũng đâu có muốn cái cách gặp gỡ như vậy. Tao nghe nói là thằng Trung Râu đã chết, lấy vợ sinh con gì. Không được đụng tới vợ con tôi. Mày ngu lắm. Tao thấy mày ngu lắm. Nếu tao muốn hại vợ con mày thì mày ngăn được tao sao? Cái tao cần là thứ khác. Mày quên hết chuyện năm xưa rồi sao? Nếu mày cho tao biết số tài sản được cướp từ năm xưa, thì mày đang giấu nó ở đâu, tao sẽ giữ cái mạng của mày cũng như vợ con mày. Tôi không biết. Nhặt lúc đó anh đưa cho Trung Râu cắt nhựa. Bây giờ Trung Râu chết rồi, tại sao anh hỏi tôi chứ? Thân nhau như vậy, tao không tin là trước khi chết nó lại không nói cho mày biết số tài sản được cất giấu ở đâu hả? Tôi không biết thiệt mà. Tôi không biết. Mày hả? Tao cho mày suy nghĩ 3 phút. Nếu như mày không nói, tao sẽ biết lấy cái mạng của mày. Nói đi. Tôi không biết. Suy nghĩ đi. Tôi không biết thiệt mà. Tôi không biết. Sau bao nhiêu năm, bản tính độc ác trong con người vẫn không thay đổi. Anh thực sự không còn là con người. Hay đã, tại sao tôi lại có một người cha bất nhân tàn độc như ông chứ? Ai vậy? Là con đây cô ba. An Bình hả? Có chuyện gì vậy con? Dượng ba đã bị một đám giang hồ bắt đi rồi đó cô ba. Đã một đêm trôi qua rồi, vẫn không có tin tức gì của anh Kỳ. Không được, em phải đi tìm anh. Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Tụi nó đã cố tình bắt ổng đi rồi, thì mình biết ở đâu mà mình đi tìm. An Hà nói đúng đó. Em bình tĩnh ngồi xuống đi. Ngay cả anh Kỳ sống chết thế nào em cũng không biết, làm sao mà bình tĩnh được đây hả chị? Anh mà có chuyện gì chắc là em không sống nổi. Mày nói vậy mà mày nghe được hả? Còn con thì sao? Ông ta là dân giang hồ, ông gây thù chuốc oán chứ biết bao nhiêu người. Bây giờ người ta tới người ta trả thù lại là chuyện đương nhiên thôi. An Hạ, cô ba đã mệt mỏi và lo lắng rồi. Em không giúp được gì thì bỏ ngay dòng điều đó đi. Nè, Chị biết gì về gia đình tôi mà chị thêm mấy cái lý cò gì ở đây? Thôi đủ rồi. Hai đứa muốn làm náo loạn cái nhà này hả? Bộ mọi chuyện chưa đủ rối, chưa đủ phiền phức hay sao? Mà An Hạ nó nói cũng đúng vào một khía cạnh nào đó. Rõ ràng thằng Kỳ là dân giang hồ, biết đâu trước đây nó đã gây ân oán với biết bao nhiêu người. Bây giờ em có thấy cái giá phải trả của em khi không chịu nghe lời anh không? Thôi mà anh, hay là mình đi báo công an đi ha? Không được, không được. Bây giờ mà báo công an chẳng khác nào châm dầu vô lửa. Bây giờ mà báo công an bọn chúng nhất định sẽ giết anh Kỳ đó chị ơi. Nhưng mà ít ra công an còn giúp mình điều tra, chứ cô ba có ngồi đây hoài á, đâu phải là cách đâu. Con có cách này. Bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho ông chủ quán bar. Ông ta có thể liên lạc với cái tên đại ca của bọn giang hồ. Tại vì có một số lần á, tên đại ca của bọn giang hồ đó tới đòi tiền bảo kê. Vậy chị con giúp cô ba gọi liền đi con. Dạ. Alo, anh có thể cho em số điện thoại của tên đại ca giang hồ được không? Em chờ anh chút. Dạ. Có chuyện gì không em? Tại vì người nhà của em đã bị nó bắt. Vậy em có liên lạc gì chưa? Dạ chưa anh. Tại vì gia đình của em vẫn chưa biết chúng bắt người nhà của em với mục đích gì, cho nên vẫn chưa báo với công an. Vậy em tìm cách liên lạc với bên đó đi. Vậy anh có thể cho em xin số điện thoại được không? Ừ, để anh đọc cho. Được rồi, anh đọc đi. Thôi, để anh gửi tin nhắn qua cho. Vậy đi. Dạ. Cảm ơn anh. Anh đừng gọi công an nghe. Khi nào gia đình em có thông tin trước thì em sẽ báo cho anh liền. Dạ, em cảm ơn anh. Cố gắng nha em. Sao con? Bây giờ con đã có được số điện thoại của tên đại ca giang hồ. Chúng ta thử gọi xem sao. Được. Tôi muốn nói chuyện với ông. Có chuyện gì mình nói sau đi con. Ba có việc gấp lắm phải làm. Cho đến bao giờ ông mới dừng lại? Tất cả mọi chuyện ông đã làm. Con muốn nói cái gì? Ông đừng có vòng vo nữa. Những gì ông làm ông tự hiểu. Chuyện tối qua quán bar và cái việc ông tra tấn dã man người đàn ông đó, ông tưởng là tôi không biết à? Tôi muốn ông dừng lại trước khi còn dám theo dõi ba. Ông thả người đàn ông đó ra đi. Đừng tiếp tục gây ra cái chướng nữa. Không được. Giang hồ của nguyên tắc của giang hồ. Ân đền quán trả. Đáng là những thằng phản bội đã chết từ lâu rồi. Bà phải bắt mình trả lại gấp trăm ngàn lần những ngày tháng bà phải trải qua ở trong tù. Ông nói hay lắm. Đúng rồi, ông là đại ca giang hồ phải không? Còn dám tích này đi. Và cả khuôn mặt này nữa. Tất cả những gì ông gây ra cho tôi, có phải ông muốn tôi chết đi để là tội không? Con anh rồi xuống. Dạ. Sao? Bây giờ mày có chịu nói cái chỗ cất giấu tài sản đó ở đâu chưa? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi không biết mà. Mày cũng to gan lắm. Thật không hổ danh là đàn em một thời của Hai Đá. Để tao coi mày to gan tới cỡ nào. Tôi nói thật, khi tôi đến nơi thì tôi thấy thằng Trung Đầu đặt đánh nhau với thằng Ma Kè, rồi thằng Ma Kè bị chết. Còn đám đàn em thì đánh trọng thương khiến thằng Trung Đầu sắp chết. Mày nghĩ là tao tin vô lời nói của mày sao? Anh phải tin tôi. Nếu như tôi có số tiền đó thì tôi đã trốn sang Campuchia sống cuộc sống sung sướng rồi, chứ tôi còn ở đây làm gì? Tôi thậm chí còn không có nghề nghiệp. Tôi phải sinh sống bằng đủ thứ việc, chứ thậm chí tôi phải dành tiền bên nhờ của mình để mà làm ăn. Lão quái, ra mày! Biết mày ở lại là để tìm hai đứa con của Trung Rồng. Sau đó mày sẽ nói cho chúng biết chỗ cất giấu số vàng ở đâu, để mày trả lại cái nợ ân tình năm xưa mà cha tụi nó đã cứu mày. Tao nói như vậy có đúng không hả? Có đúng không? Mẹ kiếp! Khi tao ra tù, tao đã kêu bọn người em kiếm mày để xử mày. Nhưng khi tao thấy mày vẫn còn ở nhà của Trung Rồng là tao biết ngay mày có ý đồ đó. Tao đã tạo cơ hội cho mày tìm hai đứa nhỏ đó về đây. Bây giờ thì tao không cần phải chờ đợi nữa. Mày khôn hồn thì hãy khai cái chỗ cất giấu số vàng đó ở đâu. Thì tao còn nghĩ chút nữa, tha lại sống cho vợ con. Anh định làm gì hả? Họ vô tội mà. Không phải biết chuyện này. Chuyện đó mà không cần phải hỏi. Tự khắc tao biết phải cân nhắc. Sự thật, tôi không giữ số vàng đó. Nếu bạn muốn trả thù chuyện năm xưa thì cứ giết tôi đi. Tôi xin anh, anh đừng có làm hại họ. Họ vô tội mà. Nghĩa khí lắm, anh hùng lắm. Được, để đến khi mày gặp vợ con mày, tao coi mày ăn nói ra làm sao. Tôi xin anh, tôi xin anh mà. Tôi xin anh, tôi xin anh đó. Treo nó lên. Tôi xin anh. Đại ca, alo. Ông mau thả người ra, bằng không gia đình tôi sẽ báo công an bắt ông đó. Thằng đó là gì của mày? Là alo. Ông làm ơn thả chồng tôi ra đi. Bây giờ ông muốn gì tôi cũng chịu hết. Đừng hại chồng tôi mà. Nếu muốn chồng sống thì mày cứ chuẩn bị sẵn 500 triệu đi. 30 phút nữa mày liên lạc lại với tao. Nhớ không báo công an ra. Nếu tao biết được mày nói dối thì mày chỉ nhận được cái xác của chồng thôi. Hiểu chưa? Tôi nghe rõ rồi. Tôi sẽ làm. Đừng hại chồng tôi. Tôi sẽ kiếm tiền mà. Ông ơi. Alo. Alo. Thả nó xuống. Dạ. Kể ra thì mày cũng có phúc phần đó chứ. Để tao coi cái mạng mày có đáng giá 500 triệu không. Em à, hay là mình báo chuyện này cho anh Khánh biết đi ha, để mà cái chuyện này giải quyết có hướng tốt hơn. Không được, không được. Trong điện thoại người ta đã nói rõ là không được báo công an. An Khánh cũng là công an, đương nhiên tụi nó biết được sẽ giết chết chồng em đó chị ơi. Không được đâu. Con nghĩ cô bà nói đúng đó mẹ. Nếu bây giờ báo cho anh An Khánh biết, anh sẽ huy động lực lượng công an tới bao vây. Và nếu bọn chúng làm càn thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Dương Ba. Con nghĩ chúng chỉ cần tiền thôi. Bây giờ nếu chúng ta đưa tiền cho chúng thì Dương Ba sẽ được thả. Anh Hai, xin anh hãy giúp em lần này đi. Xin anh hãy cứu chồng em. Anh Hai ơi, anh Kỳ mà có mệnh hệ nào chắc là em không sống nổi anh Hai ơi. Mẹ, mày làm cái gì vậy? Mất mặt quá à. Tụi nó nói vậy thôi chứ dám làm gì ông. Với lại ông ta cũng... Cô thôi đi, cô bớt nói đi được không? Anh Hai ơi, anh Hai ơi, anh Hai giúp em đi mà anh Hai ơi. Xin anh hãy cứu chồng em mà anh Hai ơi. Ba, con xin ba giúp cô ba đi. Dù gì ông ấy cũng là chồng của cô ba mà. Giúp cô đi anh. Cũng tội nghiệp Dượng Ba, dù sao cũng là người trong nhà. Dượng Ba có lỗi lầm gì thì để tính sao. Trước tiên là mạng sống phải an toàn. Tội nghiệp của ba mà anh. Em đứng lên đi, đừng có làm như vậy. Em đứng lên đi. Mẹ, đứng lên đi. Anh không biết là tới khi nào em mới hết khổ vì cái thằng đó nữa. Đại ca, hay là mình thả nó xuống đi, chứ treo vậy em sợ nó chịu không nổi đâu. Nó chết đó đại ca. Mày yên tâm đi. 14 năm trước nó thoát chết, có nghĩa là mạng của nó rất lớn. Dạ. Con đàn bà này hết 30 phút rồi mà con vợ nó vẫn im hơi lặng tiếng, chứng tỏ cái màn chó nó cũng tới hồi kết thúc rồi. Rốt cuộc thì ngày tang của mày cũng đã tới, phải không chị Bánh? Thả nó xuống. Dạ. Đừng mà, tôi giết anh. Vì mày sắp được hội ngộ với anh em chí cốt của mày rồi. Alo. Tôi đã có tiền. Xin ông đừng làm hại chồng tôi. Mày có đủ 500 triệu thiệt chứ? Tôi có đủ 500 triệu thiệt mà. Số tiền đang nằm trước mặt tôi nè. Thôi được rồi, mày nghe đây. Trước khi trời sập tối, mày phải đích thân đem tiền tới đây, không được đi cùng với ai. Nhớ là khi lên taxi mày báo cho tao biết, tao sẽ thông báo lại cho mày. Mọi việc còn lại tao không cần phải nói lại. Tôi biết rồi. Nhưng mà Alo. Bây giờ thì tao tin con vợ mày đã bảo vệ mày rồi đó. Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây. Kiếm cái gì cho nó ăn, tao sẽ quay lại. Dạ, em biết rồi đại ca. Mẹ định một mình đem hết số tiền này đưa cho bọn nó hả? Sao mẹ khờ quá vậy? Mẹ đưa hết cho bọn nó nhưng nó vẫn không thả ống ra thì sao? Chứ bây giờ con muốn mẹ phải làm sao đây? Mẹ không nghĩ nhiều đến như vậy. Bọn chúng nói nếu như mẹ dẫn theo ai hay là báo công an thì bọn chúng sẽ giết chết dượng con đó. Con sẽ đi với mẹ. Không được. Con không được đi. Bọn chúng sẽ... Mẹ đi một mình rất là nguy hiểm. Bọn nó chỉ sợ người đi theo mẹ đeo dọa bọn nó thôi. Nhưng con là con gái, tụi nó sẽ không đề phòng đâu. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Con sẽ đi với mẹ. Thật tình thì con rất là ghét ổng, nhưng con sợ mẹ gặp nguy hiểm nên con đi với mẹ thôi. Chứ ông ta không là gì trong cuộc đời con hết. Đi thôi mẹ. Nè An hả? Dạ. Con đi với mẹ thì chăm sóc mẹ cẩn thận nha con. Có chuyện gì xấu thì gọi điện báo cho mọi người biết nha. Dạ con biết rồi. Anh Bình. Ừ? Anh có lo cho em không? Tất cả mọi người ở trong nhà đều lo cho cô ba và em à. Mà em đã nhớ lời dặn của mẹ anh dặn hay chưa? Phải cẩn thận đó. Đây là bọn du côn chuyên nghiệp chứ không phải là những kẻ tầm thường đâu. Anh yên tâm đi. Em là con gái, tụi nó không dám làm gì em đâu. Em đi nha. Tụi cô con đi. Được rồi, hai mẹ con cẩn thận nha. Dạ, biết rồi. Đi cẩn thận nha. Em đi nha. Dạ, cô đi. Cẩn thận nha hai mẹ con. Cầu mong cho mọi chuyện ổn thỏa, chứ biết làm sao bây giờ hả em? Thôi con đi làm trước nha. Có chuyện gì ba mẹ nhớ báo cho con biết. Cho em đi cùng với. Không được, anh qua người quen để lấy đồ nữa. Em đi sao đi. Thôi con đi nha. Sợ dữ vậy? Mẹ yên tâm đi, tụi nó cần tiền, có tiền thì sẽ thả ổng thôi. Không hiểu sao mẹ thấy hoang mang quá. Đã lên taxi chưa? Tôi đang trên taxi nè. Có chắc không ai theo tôi chứ? Có con gái tôi. Có con gái tôi đi cùng. Nhớ gì tao nói hả? Tôi làm sao biết mấy người không làm gì mẹ tôi sau khi đã có tiền hả? Mà không lẽ cả đám giang hồ như mấy người lại sợ một đứa con gái như tôi hả? Xấu hả? Vụ bắt cóc đêm qua sao rồi? Dưỡng của An Hạ được thả chưa? Dạ, bọn chúng đòi tiền chuộc mới thả người nè. Hắn dám làm như vậy sao? Bắt cóc tống tiền rồi. Thôi được, em biết rồi. Mọi chuyện đang được giải quyết. Rồi có gì em sẽ báo cho anh liền nha. Dạ rồi, vậy nhanh. Ừ, được rồi. Chứng nào thật đấy. Đúng là chỗ này rồi đó mẹ. Tôi đã tới nơi rồi. Chồng tôi đâu? Mày yên tâm, tao sẽ trả chồng mày về một cách nguyên vẹn. Hiện giờ thì nó không có ở đây. Mày cứ đứng ở đó đợi, sẽ có người đón mày và làm theo những gì tao nói. Cái ông muốn sao? Mày thả chồng tôi ra chứ. Hả? Alo, alo. Tụi này lại muốn giở trò gì nữa đây? Ông lại muốn gặp chồng mày á, hai mẹ con tôi bay lên xe. Chồng tôi đâu? Cứ lên xe. Lên lên. Mới gọi báo anh kìa. Ủa mà Du Duyên, em chung nhà với nó mà tự nhiên hỏi anh là sao? Em cũng chịu thôi. Ông ấy vừa nguy hiểm vừa mờ ám, em quản sao nổi. Nhưng mà ê, anh nói em nghe một tin. Bữa nay An Hạ cũng nghỉ luôn. Có khi nào là hai người đó đi chung không? Không lẽ An Bình đi theo họ? Đúng rồi, hèn chi anh Bình không chịu chở mình đi làm, lại còn nói dối mình nữa. Đồ đáng ghét mà. Anh Minh, anh xin quản lý cho em nghỉ hôm nay nha. Trời ơi, nguyên gia đình em nghỉ hết rồi ai làm? Không có được. Nhưng mà em có chuyện gấp thiệt mà. Thôi không được đâu. Giúp em nha, nha. Thôi nghỉ đi, đi đi. Em cảm ơn anh. Bye bye. Đi. Đi đi. Im lặng đi. Thả tôi ra. Ăn Hạ, Ăn Hạ, có phải con không? Dừng đi, Ăn Hạ. Anh Kỳ, anh Kỳ. Ăn Duyên, Ăn Duyên. Anh nè, anh đây. Buông ra. Anh đang ở đâu vậy? Mày buông tôi ra. Anh Kỳ. Ăn Duyên. Buông ra. Thật là một gia đình hạnh phúc. Ăn Duyên, em có sao không? Tao ganh tị với mày đó Kỳ Bảnh. Anh Duy, thả vợ con tao ra. Thả ra. Mày thấy tao có tốt với mày không Kỳ? Tao thấy mày ở đây một mình buồn quá. Tao mang luôn vợ con mày đến để cho đoàn tụ vui vẻ mà. Thả vợ con tao ra. Mày không xứng đáng là thằng đàn ông. Mày hành hạ phụ nữ vậy hả? Thả ra. Mấy người kẻ thù chú quán gì với nhau thì tự đâm chém nhau đi. Mẹ con tôi không có liên quan. Thả mẹ con tôi ra. Im. Thả ra. Mày mà còn nói một tiếng nữa tao cắt lưỡi mày đó con kia. Đừng. Mày biết tính tao rồi đó. Không có sự kiên nhẫn lâu đâu. Sao? Bây giờ mày có nói cho tao biết số vàng đó cất giấu ở đâu không? Hả? Nếu mày còn không biết nữa thì số phận của gia đình mày cũng giống như số phận của gia đình thằng Trung Râu năm xưa. Mày dám hả? Thằng Hải Đá này cái gì mà không dám? Mày có muốn chứng kiến con gái mày bị hiếp ở đây giống như là vợ của thằng Trung Râu năm xưa không? Hả? Anh Trung ơi, nếu hôm nay em phải chết với tay Hải Đá, anh hãy phù hộ cho hai cháu được bình an. Dù em chỉ mới tìm được mình cháu Triết, nhưng em không thể để vợ con em bị liên lụy được. Sao? Mày chọn lựa đi. Hoặc là tính mạng vợ con mày, hoặc là số vàng mà thằng Trung Râu đã cất giữ đang ở đâu. Tôi không biết số vàng đó. Tôi xin thề với anh trên mạng sống của họ. Anh hai, tôi xin anh hãy tha cho họ đi. Mạng của tôi do anh định đoạt. Anh muốn chém thì chém, giết thì giết đi. Nhưng mà tôi xin anh, tôi xin anh hãy tha cho họ đi. Không, em không đi đâu hết. Cứ sống cùng sống, cứ chết cùng chết. Em không bỏ anh một mình đâu. Mẹ, mẹ bị cái gì vậy? Ông chết thì kệ ổng đi. Mẹ của mình phải về. Không, về đi mẹ. Cứ đừng ăn nói hồ đồ. Em đi đi. Đi đi mà. Dẫn con đi đi. Mày anh hùng lắm, dám hy sinh bản thân để bảo vệ vợ con mày. Được, coi như là mày lựa chọn. Hôm nay tới số của mày rồi. Tụi bay, đưa hai con này ra ngoài. Tao ghét thấy phụ nữ khóc óc ở đây. Đem đi. Dạ. Buông tôi ra. Vậy. Đừng bắt chồng tôi. Hãy chồng tôi ra đi. Tôi xin cái người đó. Tôi phải gặp chồng tôi một lần đi. Tôi xin cái người đó. Tôi dặn anh hai, tôi xin anh. Anh Duyệt, dẫn con đi đi em. Tôi không sợ chết. Các người giết chồng tôi sẽ chết lên tại đây đó. Mẹ sẽ thờ tôi cho các người coi. Mày mặt cả với tao sao hả? Anh xin em, em đi đi. Tôi xin em. Thôi được rồi, đừng có nói hài đá. Thôi được, mở khăn bịt mặt rồi cởi trói cho tụi nó, cho vợ chồng tụi nó gặp mặt ít phút. Mẹ, anh Duy, anh Duy, anh Kỳ, anh Kỳ, sao lại đánh anh ta nông nổi này? Tôi thật không còn tin người mà. Anh không sao đâu. Nghe lời anh, em dẫn con đi đi. Không, nói lại không sao mà. Em đi đi. Em không thể để họ giết hết anh được. Không, em không đi. Vợ à, nghe lời anh đi. Anh hả, đưa mẹ con đi đi. Không, đi mà. Không đi đâu hết. Ông em đi. Lúc này nó mang tiền tới cứu ông, họ còn la mắng nữa. Mà đi thôi mẹ. Cô thôi đi. Không, em không đi đâu hết. Em không thể để họ giết chết anh được. Anh xin em đó. Em không đi. Em không đi đâu. Mày trói tụi nó lại để tao tiến thì đánh một đoạn. Dạ dạ. Hãy cho tụi ra. Hãy cho tụi ra. Hãy cho tụi ra. Tại sao các người không giữ lời? Tôi đã nhận hết tiền rồi mà. Các người không phải là con người mà. Im lặng đi. Em có sao không? Mai mốt đi học về chọn đường khác mà đi. Cái đoạn đường này nó vắng vẻ. Cái bọn trộm cắp hút chích nghiện ngập nó hay lãng vãng ở đây lắm. Làm gì tới trễ dữ vậy? Em phải trốn anh hai mới ra gặp anh được đó. Anh nhớ em quá. Anh lỡ có ai thấy thì sao? Mà sao người anh nồng nặc mùi rượu vậy? Lúc nãy anh vui quá. Anh có uống mấy ly với lại mấy thằng em. Thôi, anh nhớ em mà. Anh em yên tâm đi. Ở đây vắng vẻ như vậy á, chỉ có em và anh thôi, đâu có ai thấy đâu mà sợ. À, anh, hay là anh qua nhà nói chuyện với anh hai xin cưới em đi. Sau này em là vợ anh rồi thì ngày nào mình cũng gặp nhau rồi. Mày đúng là một đứa con gái hư. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, thằng đó là thằng giang hồ mà mày cứ đâm đầu vô đó. Bây giờ mày ôm cái bụng Trịnh Anh, mày thấy chưa? Anh à, em nó đã đủ khổ rồi, đừng có la nữa, tội nghiệp nó. Anh sẽ không bỏ em đâu. Anh đã nhất định sẽ qua đây hỏi cưới em mà. Cưới mày hả? Nó nói cưới mày mà bây giờ nó bỏ đi biệt tâm biệt tích. Còn cái bụng của mày thì càng ngày càng to lên. Tao đã ra sức ngăn cấm, nhưng mà mày vẫn trốn tao, mày lén lút với nó. Mày thiệt là hết thuốc chữa rồi. Đi khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà này. Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Em xin anh đó. Tội nghiệp cổ. Cổ đang có mang như vậy mà anh đối xử với cổ vậy sao? Trời ơi, trời ơi, nhục nhạo quá. Nhục nhạo quá mà. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. An Duyên, không ngờ lại gặp em ở đây. Ông bất ngờ khi gặp lại người con gái năm xưa bị ông lừa dối phải không? Cô ta ngu dại, đã có thai, bị ông bỏ rơi, vẫn bất chấp tất cả để bảo vệ và chờ đợi ông quay lại. Cuối cùng ông đã làm thế nào? Ông đã quên họ và coi họ như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của ông, có đúng không? Mẹ, mẹ nói như vậy là mẹ với ổng. Còn con là... Nói như vậy, nó là con. Nó chính là con ruột của ông đó. Ông không phải là cha tôi. Ông không phải là cha tôi. Là nơi vui. Con không tin. Không tin. Ông không tin là cha của con nữa. Các người làm rồi. Sao An Hạ lại tới đây? Tại sao An Bình lại có mặt ở đây nữa? Có thật là con bé đó con của tao không? Hay là dựng lên câu chuyện đó để mà đánh lừa tao? Tôi cũng luôn ao ước điều đó không phải là sự thật. Lần đó năm, tôi đã sống trong tủi nhục vì sinh con cho một kẻ giang hồ. Tôi đã từng muốn chết khi phải vừa nuôi con, vừa phải chịu đựng những nỗi hận. Nhưng tôi đã nghĩ đứa con không có tội, nên tôi gắng gượng nuôi nó lớn khôn. Vậy mà hôm nay tôi gặp lại ông, con ông. Tôi gặp lại cha ruột trong một hoàn cảnh là cha đó là một đại ca giang hồ chuyên bắt cóc tống tiền. Đủ rồi, cầm cái hồng mày lại. Tao chưa tin câu chuyện của mày đâu. Tôi không cần ông phải tin. Ông hãy thả chúng tôi ra đi. Không. Tạm thời thì tao sẽ giữ lại hai cái mạng của hai đứa bay. Một khi tao tìm ra bằng chứng điều đó không phải là sự thật, thì tụi bay sẽ hiểu số phận của tụi bay như thế nào. Thằng Tùng, thằng Quy ở lại canh chừng tụi nó. Dạ. Còn tụi bay đi về. Con gọi cô ba cũng không được nữa mẹ. Con gọi thử cho An Hạ đi con. Con gọi rồi mà cũng không liên lạc được. Thiệt tình không biết làm gì nữa. Ôm một số tiền lớn như vậy, đáng lẽ là tôi không nên để cho hai mẹ con họ đi gặp bọn chúng. Nhưng mình đâu thể làm được gì, vì đó là yêu cầu của bọn chúng mà. Nếu mình không liên lạc được với mẹ con cô Duyên thì chúng ta phải làm sao đây anh? Còn thằng Bình nữa, con không liên lạc được với thằng Bình hả con? Dạ. Bình, thưa ba mẹ con mới về. Con, cô ba có gọi cho con không con? Dạ, dạ không ạ. Họ vẫn chưa về hả mẹ? Ba mẹ với An Di đang lo vì không liên lạc được với cô ba của con. Hôm nay em không đi làm hả? Còn anh? Hôm nay em xin nghỉ. Giờ này vẫn không liên lạc được với hai mẹ con cô Duyên. Không biết họ có gặp chuyện gì không nữa. Mẹ thấy bất an quá. Mẹ ơi, con nghĩ chắc không sao đâu. Thứ bọn chúng cần là tiền. Mà nếu cô ba đi gặp chúng rồi đưa tiền cho bọn chúng thì chắc là bọn chúng sẽ không làm gì khó dễ đâu. Thằng Bình nó nói cũng phải đó. Mọi chuyện chắc là không có tệ như mình tưởng đâu. Thôi em cứ bình tĩnh đi. Cũng mong là như vậy. Ba mẹ ơi, con hơi mệt. Con lên phòng nghỉ một chút nha. Ba mẹ, con cũng lên luôn nha. Anh Bình. Ừ? Anh không đi làm mà đi theo hai người họ đúng không? Em đại tự suy diễn nữa đó hả? Từ nhỏ em đã lớn lên với anh. Anh không nói dối em được đâu. Chuyện này liên quan tới mạng người. Anh đừng có tỏ ra bàng quan như vậy được không? Anh không hiểu em đang nói gì hết. Nhưng mà anh không có làm gì họ cả. Anh đâu có theo dõi họ. Và anh cũng không có thời gian để mà tranh luận về việc này. Em không biết là trong đầu anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà chắc chắn những suy nghĩ đó gây ra lỗi lầm. Dừng lại đi, trước khi quá muộn. Không muốn chết, em muốn ra khỏi đây. Em phải đi tìm con An Hạ. Em sợ nó làm chuyện dại dột lắm. Cả cuộc đời em chỉ có một mình nó là con thôi. Chính vì vậy, từ khi An Hạ bước vô đây, anh không thể nào nói sự thật. Anh chỉ sợ con sẽ không chịu nổi cú sốc này em mà. Lỗi tại em. Em đã hại nó rồi. Em à, em hãy bình tĩnh lại đi. Em đừng có khóc nữa. Rồi hai đá sẽ tha vợ chồng mình ra thôi. Lúc đó anh và em đi tìm con nha. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của họ. Anh à, hay là mình gọi cho công an đi anh. Thôi mình gọi cho An Khánh đi. Đúng rồi, An Khánh, gọi cho anh hai đi con. Dạ con gọi liền. Ráng lên. Anh chị hai ơi, anh chị hai, anh chị hai ơi. Hả? Họ về rồi kìa. Nó về kìa. Trời ơi, Dượng Ba bị cái gì vậy? Anh ơi, Dượng Ba, chị hai ơi. Dượng Ba, em chơi. Gì vậy? Con ơi, Dượng Ba đâu, Dượng Ba vậy con ơi. Đợi Ba đi con. Cô Ba để con. Cẩn thận, đứng từ đi cô Ba. Ngồi dậy em ơi. Mẹ nó, tụi bay đúng là lũ vô dụng mà. Đứng lại đó. Tao kêu mày đứng lại đó. Tại sao mày phản tao? Tại sao mày phản tao? Mày đừng có tưởng mày là con tao thì tao không dám làm gì mày. Vậy thì ông giết tôi đi, như cách mà ông đã làm mười mấy năm về trước đó. Mày sao? Ông làm đi. Một đại ca giang hồ như ông thì ông sợ cái gì chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu ngày nào tôi còn ở gần ông, những việc làm xấu xa của ông sẽ không có cơ hội thành công. Ông giết tôi đi. Nếu ông giết tôi được thì giết tôi đi. Mày hay lắm. Được. Mày cũng cứng đầu lắm. Nhưng mày nên nhớ, cho dù mày có thế nào đi chăng nữa, mày vẫn là con của tao, con của một đại ca giang hồ. Điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Mày nhớ đó. Cũng may là vết thương không có quá nghiêm trọng. Dạ. Tạm thời cô để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh di chuyển nhiều. Sau 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại khám. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tìm bác sĩ. À, không cần đâu. Cô cứ ở lại mà lo chăm sóc cho chồng. Chào cô. Chào anh. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ. Anh thấy có đỡ hơn không? Anh khỏe rồi. Có người hạnh phúc quá ha. Con về rồi hả? Nãy giờ mẹ lo cho con lắm đó. Mẹ lo cho tôi hả? Vậy mà từ chiều tới giờ tôi không nhận được một cuộc gọi hỏi han nào là tôi còn sống hay đã chết, tôi đang ở đâu, làm gì, tôi vui hay là tôi buồn. Mẹ lo cho tôi mà mẹ không hề biết tâm trạng của tôi đang nghĩ cái gì. Tôi thấy mẹ lo cho mạng sống của ông ta còn hơn là lo cho tôi đó. Anh Hạ, mẹ công nhận số cũng cao lắm đó. Bị đánh đập như vậy mà vẫn chưa chịu chết. Con, nếu mà con không về cái nhà này, con nghĩ mẹ sẽ vui hơn. Anh Hạ, Sao con lại nói chuyện với mẹ con như vậy? Ông im đi! Ông không có quyền gì mà can thiệp vô chuyện mẹ con tôi. Ông nên nhớ, ông chỉ là chồng của mẹ tôi, chứ ông không phải là... An Hạ, mẹ biết là con đang giận mẹ. Mẹ cũng thôi luôn đi. Tôi không muốn nhắc tới cái chuyện đó nữa. Mẹ cứ tận tâm mà chăm sóc cho ông chồng đáng kính của mẹ đi. An Hạ à, An Hạ. An Hạ à, An Hạ. Tôi nghe mẹ nói nè, An Hạ. An Hạ. Cô ba có sao không vậy? Có chuyện gì vậy cô ba? Hôm nay Dượng con gặp chuyện, cô lo chăm sóc, xong rồi con An Hạ nó giận cô. Mỗi lần như vậy á, cô sợ nó ra ngoài tụ tập với bạn bè xấu rồi hư hỏng. An Hạ nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ mà. Với lại bây giờ nó muốn đi, cô cản cũng không có được đâu. Thôi kệ đi, cứ để nó đi cho hả giận đi. Con kêu An Bình gọi điện thoại cho nó. Ở nhà này nó nghe lời An Bình nhất. Cảm ơn con. Mà cô, hồi nãy cô nói là Dượng xảy ra chuyện, mà chuyện gì vậy? Dượng con... Tại sao chuyện lớn như vậy mà không ai nói với con một tiếng nào hết? Lỗi là tại cô. Cô sợ bọn chúng mà biết chúng ta có dính líu tới công an, bọn chúng sẽ không tha cho Dượng con. Nhưng mà mọi người hành xử như vậy rất là nguy hiểm. Suýt chút nữa là cô ba với lại An Hạ cũng không thoát khỏi được bọn chúng rồi. Anh hai, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cô ba Dượng ba cũng về nhà an toàn. Anh đừng có trách mọi người nữa. Mọi chuyện không đơn giản như là em nghĩ đâu. Tụi này á, nó ăn được một lần là người quen được cũ. Lần này là Dượng ba, lần tới không chừng biết đâu là An Hạ. Bởi vì tụi nó biết quá rõ An Hạ mà. Con à, nói như vậy mà cũng nói được. Trời ơi, con nói vậy làm mẹ sợ, mẹ muốn lên tim rồi đây nè. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con chỉ nói đúng theo nghiệp vụ thôi. Bởi vì mọi chuyện không thể lường trước được mẹ. Gia đình chúng ta là một gia đình gia giáo đàng hoàng, chứ không phải là thành phần giang hồ đầu đường xó chợ. Cho nên cái chuyện dính líu tới giang hồ á, tuyệt đối là không thể xảy ra. Còn em cũng nên canh chừng kỹ cái thằng chồng của em á. Anh không muốn một con sâu làm rầu nồi canh. Cái sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Anh chị không phải lúc nào cũng sẵn sàng để giúp những hạng người như vậy đâu. Chuyện này tới đây là kết thúc. Không ai được nhắc tới nhắc lui nữa. Để mẹ lên với ba con. Mà nghe nè, ba con ông nói đúng đó. Lần sau đừng nhắc đi nhắc lại cái chuyện này nữa. Dạ, con biết rồi. Cô ba cũng nên nghĩ đi. Nếu sau này tụi nó còn làm phiền thì cô cứ nói cho con biết. Cô nghĩ không có gì đâu. An Bình à. Dạ. Con gọi An Hạ về giùm cô nha. Cô gọi hoài mà nó không nghe máy. Cô nghe An Khánh nói trong nhà này nó chỉ nghe lời có một mình con thôi. Con giúp cô nha. Dạ được, để con gọi cho An Hạ. Cảm ơn con. Thôi cô lên trước nha. Dạ. Nếu An Hạ đúng là con gái của Hai Đá thì mình phải tìm cách tiếp cận được với ông ta, để còn có cơ hội ra tay trả thù cho ba mẹ. Trong bụng khoái gần chết, mày đặt tội vẻ trầm tư, diễn sâu thấy sợ luôn. Anh lên đi. Vô. Ăn mới đâu nha. Uống hết không? Vô đi. Tự nhiên đi chị. Không sao không về nha. Ăn đi. Thôi ăn đi chị. Ăn đi. Ngủ đi em. Dạ. Cạn ly đi chứ. Cạn đi một chứ để mọi lần hết không có. Mọi người dùng tự nhiên nha. Hôm nay là không sai không về chứ. Tất nhiên rồi. Alo. Em đang ở đâu vậy? Em đang đi nhậu với mấy đứa bạn. Anh qua đây nhậu chung với em đi. Em buồn lắm. Được, em cho anh địa chỉ đi. Anh sẽ tới đón. Mẹ em lo cho em lắm đó. Anh lầm rồi. Bà ta chỉ lo cho chồng của bà ta thôi. Hơi sức đâu mà lo cho em. Em say quá rồi. Thôi em nhắn địa chỉ cho anh đi. Anh sẽ qua đón em về. Em đang ở quán Phượng Hồng. Rồi được, anh sẽ tới liền. Uống đi em. Trời, mấy bà này uống mạnh ghê đó. Chút đi hát. Uống đại đi mà, uống đi. Dành mic karaoke của ta nha. Karaoke đi. Nè, không phải lúc để lợi dụng nha. Lợi dụng cái gì An Hạ? Anh thích em thiệt mà. Làm bạn gái anh nha. Anh chưa có đủ tầm làm bạn trai tôi đâu. Bạn trai tôi sắp tới rồi đó. Ê, có phải là anh bồ mà hôm bữa bà dẫn tới trong tiệc sinh nhật của tôi không? Ừ, đúng rồi đó. Đẹp trai lắm phải không? Ăn đứt mấy bạn trai trong lớp của mình luôn á. Công nhận á là đẹp trai thật. Nhưng mà về cái độ chịu chơi á thì phải xem xét lại. Xem xét gì? Bà không định yêu một người pha chế rượu đó chứ? Pha chế rượu thì sao? Tao thích thì tao yêu thôi. Thôi tụi mình vô đi. Vô đi. Vô. Không sao không về nha. Anh vô đây ngồi uống với em đi. Uống đi. Uống đi. Vô. Bây giờ anh đưa quấy về đi. Mấy đứa ngồi chơi vui vẻ nha. Em không có xỉn đâu. Đang vui hả? Làm gì vậy? Kệ, coi như đang ăn chùa rồi đó. Vô. Em chưa có xỉn. Uống gì mà dữ vậy không biết nữa. Yên tâm đi. Em uống nữa. Đừng cản em. Em xỉn quá rồi. Vô nhà nghỉ đi. Ê An hả? Sao mà uống say dữ vậy con? Con gái con đứa gì đâu á. Mỗi lần buồn là uống say vậy đó hả? Thì khổ hết sức à. Vô nhà. Mẹ đừng cam ram nữa được không? Tại mẹ. Tại mẹ hết á. Tại mẹ tôi mới say xỉn. Mẹ chán đời vậy đó. Thôi được rồi. Lỗi tại mẹ hết được chưa? Thôi đi lên phòng. Đi. Cổ vừa mới nôn xong. Có gì cô ba pha cho cổ một ly nước mát. Cổ uống vào sẽ nôn hết rượu bia ra ngoài. Ngày mai sẽ đỡ mệt hơn. Cô biết rồi. Cảm ơn con đã vất vả đưa nó về nha. Dạ. Cô ba dìu cổ lên phòng đi. Mẹ không cần phải cảm ơn. Không cần phải khách sáo vậy đâu. Anh Bình á là người yêu của con mà. Chỉ có ảnh á mới đem lại hạnh phúc cho con thôi. Đúng không anh Bình? Em xỉn quá rồi. Cô dìu cổ lên phòng đi. Nó say quá rồi. Đi lên phòng với mẹ. Con đi làm nha mẹ. Con, sao con ăn sáng rồi đi? Dạ thôi, trễ giờ rồi, con đi luôn. Sao nhà mình nhiều hoa hồng vàng vậy mẹ? Là của em mua đó. Của em? Anh cứ tưởng là An Nhiên mua đó chứ. Trời ơi, con bé nó chỉ có tài bài bừa để cho người khác dọn thì có. Đó, ngày đầu cũng mua về, rồi cũng chăm sóc vậy. Rồi mấy ngày sau chán, rồi cũng để cho người ta chăm sóc thôi. Con biết không, mấy cái chậu hoa này nè là một tay của thằng Bình nó chăm sóc đó. Ai, mẹ cứ tưởng là trận mưa lớn ngày hôm qua là cái đám này nó tan nát bầm dập hết rồi. Ai ngờ mới thức dậy thì thấy An Bình chăm sóc cho tụi nó rồi. Con nè. Dạ. Mẹ tỉa hết mấy cái cành dập rồi, con chỉ cần bón phân là đủ. Dạ, cảm ơn mẹ. Ủa, không phải con bận việc ở cơ quan sao? Dạ. Con đi nghe mẹ. Vì sao An Bình lại có mối quan tâm đặc biệt tới hoa hồng vàng? Gần đây nó có những biểu hiện vô cùng khác thường. Cái chết của nạn nhân với một bông hồng vàng nằm kế bên, liệu có liên quan gì đến nhau không? Hay là do mình quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều rồi? Anh Bình làm sao có thể dính líu tới vụ giết người được chứ? Cái này cũng đẹp nữa nè, không biết giá bao nhiêu ha. Anh, em lấy bộ này nha. Bộ này nữa nè, được không anh? Em thích gì á thì cứ lấy đi, miễn sao á anh thích gì em cứ chiều anh thoải mái là được rồi. Cảm ơn anh. Chị à. Dạ. Lấy giùm tôi bộ này đi. Để tôi lấy cho. Nè. Cảm ơn anh. Đây, đưa đồ cho anh. Rồi, mình đi với em. Dạ. Anh, cô bán bánh mì hỏi thăm anh đó. Có chuyện gì sao? À, tại lâu nay không thấy anh ra mua nên cổ hỏi thăm anh đó mà. Cô ấy có nói đây là phần đặc biệt, chẳng em phải mang về cho anh ngay không thôi nó nguội. Mà anh giỏi thiệt nha, đi đâu cũng có các cô gái theo đuổi là sao vậy? Vậy mà vẫn ế, trong khi cả đội ai cũng có vợ. Tại anh kén quá thôi. Em thấy cô bán bánh mì cũng được đó, anh thử xem.